Sáng nay ngày 15 tháng 6, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã có buổi làm việc với Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố về tình hình thực hiện kết luận số 21 và kế hoạch số 45. Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến. Thời gian qua, Đảng đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo lắng nghe ý kiến của cán bộ đảng viên, tạo nên khối nhất trí cao và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của hội, công tác đảng của chi bộ, đặc biệt là lãnh đạo chỉ đạo thành công Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Đà Nẵng lần thứ 14, nhiệm kỳ 2021-2026 trong thời điểm COVID-19 diễn biến phức tạp. Định kỳ hàng quý, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức sinh hoạt chuyên đề với các nội dung, hình thức phong phú đa dạng về nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, với kết quả 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phát biểu chỉ đạo và kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Đà Nẵng trong thời gian qua, tiếp tục tập trung chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức hội, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng thời chỉ đạo hội tiếp tục phát huy vai trò, làm tốt chức năng đại diện cho các tầng lớp phụ nữ. Và kết luận 21 lần này là dùng cái từ là như các đồng chí đã báo cáo đó, là đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, rồi kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái. Tiêu đề không thì các đồng chí cũng đã thấy khác biệt về phạm vi, về nội hàm. Trước hết mình phải nhận thức đầy đủ tinh thần chung của như vậy. Kết luận 21 so với nghị quyết Trung 4 nó mới có mấy cái. Về phạm vi, trước đây là xây dựng chỉnh đốn đảng, còn bây giờ xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết đẩy mạnh ngăn chặn và xử lý cán bộ vi phạm. Làm rất rõ những biểu hiện thế nào là tự diễn biến, thế nào là tự chuyển hóa, thế nào là suy thoái. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý các cơ sở hội cần đổi mới nội dung hoạt động, tập trung chuyển mạnh về cơ sở, tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức hội, nhất là chi tổ hội, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, xây dựng đảng, chính quyền, chú ý các nội dung liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của hội viên và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội cơ sở. Trước mắt, đề nghị Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, chuẩn bị lễ kỷ niệm năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022 khi đoàn đại biểu cấp cao Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào đến thăm thành phố vào tháng 7 tới.